rồi. Bây giờ tháng mình đây. Cho nó đi ăn nha. Đó, 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 bảy cha nam đi. Nhắc nó bảo chú, kêu cho chú này cho béo rồi. Nhắc cái bột, nhắc để cho nó ăn. Thì cần biết thì cái món kia nữa bắt bụng ấy, đấy là nó êm đây. Thì cứ có đi đạn mà bắn bằng cái đạn thì nó bà con đi nó không được tính giá thành gì nó không tính giá thành thì không đủ nó mới nghĩ là chết nhưng một cái chính bắn thì lâu lâu cũng bắn đi đến đi đến đâu đây là cái môi to bắn một tí nó biết thế nào cũng biết. Vâng, sang Lào sang Cô, khó, khó khăn không có ấy. Lại kinh khủng. Lại 1/10 mà. Ngồi Huế làm gì có. Lại 1/10. Xà phòng bánh rồi đen xì xì làm gì có. Mà nấu bằng dựa thông. Không phải cắt phiếu. Xà phòng đi chung ơi. Ôi nhiều tiền lắm. Hai ông súng xính tiền. Làm mò ra cái thùng thức cái làm nấu lại kinh khủng. Ôi thầy ơi. Lắm lúc lên loáng tháng thì tôi là hàng trăm người đi theo. Thế là loáng thoáng khi gặp thầy 5-10 phút thế là lại lên đường. Đi cứ ào ào ào. Này đường này, đường này này, đường này vào trong cung chính ở đường này. Làm đàn đây, người ta vẫn lên, người ta lễ. Và bên đây này.
đây quý anh. Dạ. To tiền đấy. To tiền đấy. Tư liệu lên trần thợ đi với phim gì mình cốt không không lấy cả cái cây này con cá thôi chú ý đây chú ý đây chú ý lâu quá đi mà lấy được thôi chú ý chú ý được ao không hả cứ nghe tôi đi xấu cũng lấy ảnh kia tao tin xấu cũng lấy ảnh nhá rồi rồi hơi coi hơi cũng cầm đi ở đây nhá rồi thôi chú ý đây đừng để ý gì nữa còn cười cười lên cô gái cứ thôi đừng thả nhiều rồi đây nhá không được để cho ánh sáng hiện nay chưa đẹp cái nắng hẳn mà nó dâm hẳn thế nên vậy là nó hỏng ảnh đấy. Hai đứng lên để kiểm tra đã đứng lên bây giờ này nhá cô gái chuyển sang đứng bên cạnh đầu kia cái nào. Để cậu đứng yên, cô gái đứng sang bên kia, đứng sang cạnh thôi. Đứng tiến lên đi nó qua tiến. Đi vào đi, mình nhìn vào đi ông ấy. Đấy. Này, đấy, bên này thế này. Bên đây các tượng của vua Trần đấy 13 vị đấy. 14 vị là cả Trần Quý Khoáng cuối cùng. Ở trên chùa Đậu thì xây dựng bên ngoài. Vâng. Nhà sợ luôn. À, 7 giờ mới đi. Hôm nay đang triển khai đến các đầu nhóm. Bạn đàn. Xe. Nên người ta phát tâm. Đấy. Xe này là... Cái chúa thế cái điện về. Điện về không phải. Để áo thấy rồi. À thế à? Vâng, thấy rồi. Em mới đi làm đi hỏi em mất cái điện thoại. Yeah. Quên. Điện không quên. Ông ngồi đây, ông ngồi đây. Đợi nhá. Thế bảo con cháu phải lên hầu mà. Ai đâu. Thank you.
về luôn. Hàng làm gì? Xin dấu ấn mà. Đây là quê hương của ngài. Nào mà tham ô vào đây xin dấu ấn tuyệt quan. Nhập. Tham ô mà thì vào đây xin dấu ấn tuyệt quan. Nó uống một khu phước nó mới tham ô được. Ví dụ thế, tham ô quá nhiều thì phải xin chứ. Đây. Thế nó mới giải thoát được, chứ không có gì đau đầu đâu. Đây dân nghiệp quá rồi. Ông chỉ lấy tiền thôi. Mình nấu thủng tiền mình cười. Ở đây băng đá mà bò đi được. Nhớ không? Nhớ. Con này lại còn nguyên, anh này ngoan rồi. Còn anh cái bên này sang lại bên này. Mười ba tầng đấy. Mười ba tầng. Vâng, mười ba. Đấy, cái tháp này là biểu tượng của Nam Định cái tháp. Chính ra là cái... Chính là mộ của vua Trần. Mộ vua Trần. Nằm ở dưới tháp. Đây là có xá lị. Đấy, cái đợt kia kia. Đấy, cái cành cây nó nứt ra người ta... Không, xá lị ở dưới. Ở dưới. Sau đó thì mới xây cái tháp này lên để... Xây cái tháp này lên để coi như là giữ lại cái... Giữ lại sản phẩm, anh em. Gốc của
để mà được làm vua. Đây là cái huyệt để làm vua nhiều đời, chính là cái huyệt làm vua nhiều đời. Đây cũng có 13 đời. Vua là 13 đời, nhưng mà này là huyệt làm vua Vĩnh Cửu. Nó là huyệt mỗi một đời là một tháp. Ở đây là tính theo đời mà. Xong đây là và như đây là ngày rồi, đây là hạn đều cong lên, các góc đều cong lên, có phải là vuông đâu, thuyền đấy, cong cong theo cũng thuyền đấy, cũng giống như là đây cong, tất cả cong từ dưới mặt đất cong, và với chi hoa rất đẹp, xem bằng đá, dưới là bằng đá. Nó như cây xoài này nhà trông nó cũng giống vậy. Cái muỗng trông nhăn nhác từng cây xoài. Cây muỗng không phải cây xoài. Muỗng. Già rồi mà. Già rồi. Kia quả. Hai bên này cây chân. Cây bên này đi cái khoảng. Tuổi cao nhỉ? Phục chế không, cái này còn nguyên bản đấy, nguyên bản, nguyên bản. Đây mới được ngồi đấy chứ. Ừ, đúng rồi. Con cháu cách mạng, con cháu nhà Trần. Đây này, là mấy ngàn năm xưa là lưu lại là vẫn là có cái sự quen biết. Cảm ơn. Nhớ thân thì quen luôn. Ở nhà ta. Đấy, mát chưa? Là cụ ở mấy con hay mấy cháu? Đang ở Trung Thiết Thành, đây là ở mình. Ở mình thôi? Vâng. Bao nhiêu cháu phải tóm lên một đứa chứ? Không ạ. Thế uống nước nước đi xong rồi tóm lên. Hai đứa kia hai đứa. Cháu mặt luôn đấy thầy ạ. À. Có lên một chiều hay một sáng. Cô nhỏ lại đi che cái sách lại chụp đi. Đấy, đấy phải. Đấy, bây giờ những khu nghĩa trang ở đây bây giờ nó xảy ra đâu anh nhau phải có tài chính lên đi chứ đấy toàn còn trước đấy cái này nó có di tích đền Hậu Bồi ở đền Hậu Bồi với chùa Hậu Bồi đền đấy. Thank you.
hai trăm.
Không lắm một chút nó giữ mà đi qua mặt cái này nó cắn chết. Không chết. Vào đây nhé. Không sợ. Dạ. Bạn này giống là giống. Em mình đi hội đi nhà chứ.